Cô sẽ nói về các loại bệnh lý di truyền. Thì bệnh lý di truyền sẽ được chia làm hai nhóm theo cấp độ. Đối với cấp độ tế bào hay là cấp độ nhiễm sắc thể thì chúng ta sẽ có những cái bệnh lý về nhiễm sắc thể. Các em biết rằng là những cái bất thường về nhiễm sắc thể thì sẽ có là bất thường về số lượng và bất thường về cấu trúc. Thì sẽ chia ra làm hai cái nhóm nhỏ của cái cấp độ tế bào hay là cấp độ nhiễm sắc thể. Còn đối với cấp độ phân tử hay là cấp độ gen thì chúng ta sẽ có những cái bệnh lý về gen. Những thay đổi di truyền ở cấp độ tế bào thì sẽ dẫn đến những cái bệnh lý về nhiễm sắc thể. Các em biết rằng là những cái bệnh lý lưỡng bội ha, bình thường bội nhiễm sắc thể của chúng ta là lưỡng bội, có nghĩa là 2N bằng 46 chiếc nhiễm sắc thể hay là 23 cặp. Vậy thì bất kỳ một cái sự thay đổi nào so với số 46 ha, ví dụ như là mất một chiếc hay là thêm một chiếc thì nó sẽ gây ra dạng nó là số lượng, thay đổi về số lượng nhiễm sắc thể. Và trong tự nhiên thì chúng ta sẽ thấy là có những dạng ví dụ như là tam bội, tứ bội, 3N hay là 4N. Tuy nhiên thì đối với người thường những cái trường hợp này rất là hiếm ha. Ở trên người thì chúng ta sẽ thường thấy nó là dạng lệch bội. Lệch bội thì có thể có là thể ma nhiễm trisomy hoặc là thể đơn nhiễm monosomy. Trisomy có nghĩa là thêm một chiếc nhiễm sắc thể vào trong một cặp bất kỳ. Và phổ biến đó là trisomy số 21 gây ra hội chứng Down. Còn thể đơn nhiễm có nghĩa là monosomy là bị mất đi một chiếc trong cặp nhiễm sắc thể. Thì cái cặp đó nó chỉ còn là thay vì là hai chiếc chỉ còn một chiếc thôi. Thì thường gặp nhất chúng ta sẽ thấy là hội chứng Turner. Ở dạng 3N và 4N thì thường chúng ta thấy là thực vật ha. Ở những cái tế bào thực vật thì thường có tam bội, tứ bội. Rồi thì các em nhớ là chúng ta chủ yếu là tập trung trên người nhé các em, những cái bệnh lý, những hội chứng trên người. Thì đầu tiên là giới thiệu với các em về cái hội chứng trisomy 21, hội chứng Down. Đây là những cái em bé bị mắc hội chứng Down. Và cái nhiễm sắc thể đồ, ở đây có 23 cặp nhiễm sắc thể. Tuy nhiên thì cái cặp số 21 thay vì là có hai chiếc thì lúc này tồn tại 3 chiếc 21. Thì như vậy là chúng ta sẽ có hai dạng bất thường về nhiễm sắc thể, đó là bất thường cấu trúc và bất thường về số lượng. Và người ta thấy rằng là bất thường về cấu trúc nó có thể là cân bằng hoặc là không cân bằng, có nghĩa là có sự biến đổi về cái vật liệu di truyền hay không, có sự tăng hay là giảm vật liệu di truyền hay không. Dạng cân bằng thì cái hậu quả nó sẽ nhẹ hơn là so với cái dạng không cân bằng. Cân bằng có thể là nó chuyển từ cái nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể kia ha, và chỉ một số những cái gen liên quan ngay tại cái điểm đứt gãy đó nó bị thay đổi thôi thì cái hậu quả nó sẽ nhẹ hơn so với cái dạng là mất hoặc là thêm một cái đoạn vài đoạn nhiễm sắc thể. Thì các em cũng đã biết rằng là cái dạng cân bằng chúng ta có là dạng chuyển đoạn hay là đảo đoạn ha. Chuyển đoạn hay là đảo đoạn thì lúc đó cái vật liệu di truyền nó cái số lượng gen cái số lượng nu nó không bị mất đi, nó cũng không tăng lên. Tuy nhiên là cái vị trí gen nó có thể bị thay đổi. Còn dạng không cân bằng thì các em ngoài cái dạng là mất đoạn, nhân đoạn hay lạc đoạn đó thì chúng ta còn sẽ có là nhiễm sắc thể đều, nhiễm sắc thể vòng hay là nhiễm sắc thể mặc cơ. Thì ba cái khái niệm này có thể là tương đối mới với các em. Và dạng không cân bằng, bất thường cấu trúc nhiễm sắc thể dạng không cân bằng nó sẽ gây ra hậu quả rất là nặng nề. Cô sẽ nói kỹ hơn về cái nhiễm sắc thể đều, nhiễm sắc thể vòng và nhiễm sắc thể mặc cơ. Đây, quay lại cái bộ nhiễm sắc thể đồ này. Các em nhìn thấy, cô lấy ví dụ như là cái cặp nhiễm sắc thể số 13. Em nhìn rõ ha. Cặp nhiễm sắc thể số 13, nếu như là nhiễm sắc thể đều thì sao? Thì có nghĩa là ngay tại cái tâm động của cái nhiễm. Em đợi chút xíu.
Rồi, xin lỗi các em, chúng ta tiếp tục nhé. Cô sẽ nói lại về cái nhiễm sắc thể đều. Nếu như mà nhiễm sắc thể đều thì ví dụ như là hai chiếc số 13 bình thường nó sẽ tồn tại thành một cặp như thế này. Nhưng mà vì một lý do nào đó, cái phần cánh ngắn của chiếc bên trái và phần cánh ngắn của chiếc bên phải bị mất đi. Như vậy thì hai cái tâm động của hai nhiễm sắc thể này nó có thể dính liền với nhau. Và lúc đó chúng ta chỉ thấy là một cái phần cánh dài. Hai cái cánh dài này thì có trình tự gen y chang nhau, thì người ta nói đây là một cái nhiễm sắc thể đều. Thì đó là một cái cơ chế dẫn tới cái nhiễm sắc thể đều này. Rồi thứ hai nữa là nhiễm sắc thể vòng. Nếu mà là nhiễm sắc thể vòng thì cái cơ chế tạo ra như thế nào? Cô lấy ví dụ chiếc nhiễm sắc thể số 1 này. Các em có nhìn thấy rõ hình không em? Dạ rõ. Rồi, ví dụ như chiếc nhiễm sắc thể số 1 này ha. Cái đầu telomere ở cái vùng đầu mút của nhiễm sắc thể sẽ là vùng telomere. Rồi khi mà cái vùng đầu mút này nó bị đứt gãy ha, đứt gãy ở cái vùng đầu mút cánh ngắn và đầu mút cánh dài nó bị đứt gãy. Vậy thì lúc đó nhiễm sắc thể nó sẽ vô tình nó nối lại với nhau, tạo thành một cái chiếc nhiễm sắc thể đều. Tức là cái vùng cánh ngắn và vùng cánh dài nó nối lại với nhau, thành một cái nhiễm sắc thể mà người ta gọi là dạng nhẫn đó các em. Ring chromosome á. Đó là nhiễm sắc thể vòng ha. Còn dạng thứ ba là nhiễm sắc thể mặc cơ. Nhiễm sắc thể mặc cơ có nghĩa là ví dụ ở đây người ta đã xác định được cái chiếc này là thuộc cái chiếc nhiễm sắc thể 21 thì người ta đưa ra là trisomy 21. Tuy nhiên có thể người ta không xác định được cái chiếc này là chiếc 21 hay là chiếc 22 bên này. Người ta không xác định được và người ta chưa biết cái nguồn gốc của cái chiếc nhiễm sắc thể đó là nó nằm trong cái cặp nào. Người ta chỉ thấy cái kích thước nó tương ứng như vậy thôi, chưa xác định được nó là thuộc cặp 21, 22 hay là 19. Và có thể là một cái đoạn nhiễm sắc thể nào đó nó bị đứt gãy ra, nó nằm ở đó, người ta chưa xác định được nguồn gốc chẳng hạn, thì người ta để là nhiễm sắc thể mắc cơ. Thì đây là cô giải thích cho các em một số cái thuật ngữ mới. Và trong cái nhóm này, trong những cái bất thường về cấu trúc nhiễm sắc thể thì cô giới thiệu với các em cái hội chứng rất là phổ biến và cũng được học ở dưới chương trình phổ thông của các em. Đó là hội chứng mèo kêu. Thì trong cái hội chứng mèo kêu này, để mà viết cái công thức nhiễm sắc thể thì chúng ta sẽ viết số lượng. Số lượng là 46, vẫn không có thay đổi về số lượng. Sau đó sẽ viết tới cái giới tính nha. Nếu mà là nữ là XX, 46 XX hoặc nam sẽ là 46 XY. Và ở đây có 5P trừ có nghĩa là nhiễm sắc thể số 5. P là viết tắt của cánh ngắn ha. Vùng cánh ngắn nhiễm sắc thể số 5 nó bị mất đi một đoạn. Đây, các em quan sát cái hình ảnh này. Một em bé bị hội chứng mèo kêu. Và trên cái nhiễm sắc thể số 5 ở bên tay phải là nhiễm sắc thể số 5. Vùng tâm động nằm ở đây. Phía trên này là cánh ngắn, phía dưới là cánh dài. Cánh ngắn là P, cánh dài Q. Vậy thì ở vùng 5P, các em thấy nó đã bị mất đi một cái đoạn khá là dài. Khoảng là 40 megabase, tương đương với 40 triệu cặp base. Và trên cái vùng gen bị mất đi này, nó có những cái gen quy định về ngôn ngữ, về trí tuệ, ha, hình dạng của khuôn mặt. Và những em bé này thì sẽ có cái tiếng khóc giống như tiếng mèo kêu và bị chậm phát triển về trí tuệ. Thì các em thấy là gì, cái hậu quả rất là nặng nề khi mà có những cái bất thường về cấu trúc hay là số lượng nhiễm sắc thể liên quan đến rất nhiều gen trên đó. Giờ chúng ta sang nhóm những cái bệnh lý mà có thay đổi trong cái cấu trúc của gen, tức là ở cấp độ phân tử. Thì đó thường là những cái bệnh lý gen, những cái bệnh đơn gen hoặc là những cái bệnh lý đa yếu tố, tức là có sự tương tác của các gen. Thì các em cũng biết rằng là những cái đột biến gen nó sẽ chia ra làm nhiều nhóm ha. Đột biến điểm các em cũng đã biết rồi nè. Đột biến missense là một đột biến sai nghĩa. Đây là một cái dạng đột biến rất là nghiêm trọng. Nó gây ra cái hậu quả có thể nói là nặng nhất trong nhóm những cái bệnh lý đột biến gen như thế này. Đột biến missense sai nghĩa nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ thay đổi cái cấu trúc bộ ba, cái cô đông á. Nó sẽ làm xuất hiện cái cô đông stop ở rất là sớm. Tức là khi mà cái quá trình dịch mã diễn ra, nó sẽ gặp cái cô đông stop
ở rất là sớm, do vậy mà cái protein sau khi mà được dịch mã ra nó rất ngắn, hoặc là nó không đảm bảo được chức năng, hay là nó không có chức năng luôn, mất chức năng luôn, thì như vậy xem như cái protein đó không được tạo ra. Rồi chúng ta có cái đột biến đông sen, có nghĩa là đột biến vô nghĩa, thì cái này đột biến này nó không có gì nghiêm trọng cả ha, tương tự như vậy đó là đột biến im lặng, có nghĩa là nó làm thay đổi khu đông nhưng mà không có ảnh hưởng gì đến cái đột biến im lặng, là không có ảnh hưởng đến acid amin, tại vì cái mã di truyền các em nhớ lại là nó có tính thoái hóa nha, có nghĩa là nhiều codon nó cùng mã hóa cho một cái acid amin. Trong cái đột biến im lặng này đó, tuy là cái codon nó thay đổi nhưng mà cái acid amin nó không thay đổi, có nghĩa là trình tự acid amin trên cái phân tử protein đó không có gì thay đổi hết, thì nó vẫn là đảm bảo được chức năng bình thường ha. Còn cái đột biến vô nghĩa này, đột biến vô nghĩa thì nó có hơi khác một chút. Đó là cái acid amin nó có thay đổi đó, nhưng mà cái protein khi mà nó thực hiện cái chức năng đó, thì nó sẽ là ở những cái dạng cấu hình bậc 3 hoặc là bậc 4, tức là có sự cuộn xoắn. Và cái đột biến vô nghĩa này nó không có gây ra hậu quả nghiêm trọng, là bởi vì cái protein đó nó vẫn tạo được, nó vẫn thực hiện được cái chức năng của nó, là không có sự biến đổi nhiều về cái mặt không gian hóa học. Rồi đột biến lệch khung thì các em cũng đã biết là khi mà đột biến điểm xảy ra ha, cũng như là mất hoặc là thêm một cái nucleotide bất kỳ, thì cái khung đọc mã là nó sẽ bị thay đổi từ cái điểm bị đột biến đó trở về sau, thì toàn bộ nó sẽ bị dịch chuyển thêm một hoặc là vài cái nucleotide, tùy theo cái đột biến ha. Cái bộ ba cái codon nó sẽ bị thay đổi từ cái điểm đột biến trở về sau. Ngoài ra thì các em cũng sẽ thấy là có những cái dạng đột biến giảm liều. Giảm liều ở đây là nói về cái chức năng của protein đó các em. Cái protein được tạo ra nó có thể là nó giảm chức năng hoặc là nó có thể tăng chức năng. Thì chúng ta có là đột biến tăng chức năng ha. Thì đây là những cái dạng đột biến khác nhau cũng giới thiệu qua với các em. Rồi, vậy thì những cái bệnh lý về gen hay là ở cấp độ phân tử này thì chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó là những cái bệnh lý đơn gen, tức là nó đơn thuần là chỉ liên quan đến một gen thôi. Và những cái bệnh lý này thì nó sẽ di truyền theo kiểu Mendel. Và trong cái nội dung bài học hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung về cái nhóm bệnh lý đơn gen này nhé các em, là nói về cái di truyền Mendel. Còn cái bệnh lý đa yếu tố là cái sự tương tác gen giữa gen với môi trường, giữa nhiều gen với nhau. Và các em sẽ có nguyên một cái bài về bệnh lý đa yếu tố nha. Thì hôm nay trong cái nội dung của buổi học hôm nay thì cô sẽ giới thiệu với các em năm cái nhóm bệnh lý đơn gen ha, mà nó có tuân theo cái quy luật di truyền Mendel, rồi sau đó cô sẽ giới thiệu với các em thêm một số những cái kiểu di truyền khác nữa. Đây, năm cái nhóm bệnh lý đơn gen. Thứ nhất đó là di truyền trội nhiễm sắc thể thường. Vậy thì chúng ta phải xem nó là di truyền trội hay di truyền lặn ha, và gen nằm trên nhiễm sắc thể thường hay nhiễm sắc thể giới tính. Thì giới tính chúng ta sẽ có trên X, chúng ta sẽ có hai nhóm, và trên Y thì chỉ có một nhóm thôi. Đầu tiên, trước khi mà vào năm cái kiểu di truyền đơn gen, thì cô muốn thống nhất cái khái niệm thế nào là di truyền lặn, thế nào là di truyền trội để các em dễ theo dõi nha. Nếu mà là di truyền lặn thì cái tính trạng đó hay là cái gen đó nó chỉ được biểu hiện ra kiểu hình khi và chỉ khi nó ở trạng thái đồng hợp tử thôi. Ví dụ là A nhỏ chỉ được biểu hiện ở trạng thái đồng hợp tử. Em nhớ điều này. Và có một cái đặc điểm ở cái di truyền lặn này, đó là nó có sự bù trừ. Có sự bù trừ có nghĩa là cái alen bình thường á, mà không bị đột biến, nó sẽ tăng sản xuất cái protein lên. Nó sẽ tăng biểu hiện cái protein đó lên ha, để nó bù trừ cho cái alen bị đột biến còn lại kia. Rồi. Và thứ hai nữa là những cái bệnh mà di truyền gen lặn này nè, thường nó sẽ người ta thấy rằng á, thường nó là những cái gen enzyme, có nghĩa là những cái gen mà nó sẽ tạo ra các cái protein, mà những cái protein này có bản chất là các enzyme nó tham gia vào quá trình sinh hóa trong tế bào, trong cơ thể. Rồi vậy thì thế nào là trội, thế nào là di truyền trội ha. Di truyền trội có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái bệnh lý đó hay là cái gen đó nó sẽ được biểu hiện ở cả cái trạng thái dị hợp tử. Kể cả là trạng thái dị hợp tử thì nó vẫn biểu hiện được, thì nó là thuộc cái nhóm di truyền trội. Còn di truyền lặn là nó chỉ được biểu hiện ở trạng thái đồng hợp tử mà thôi.
Rồi, nhóm đầu tiên trong năm cái nhóm di truyền đơn gen đầu tiên đó là di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường. Em nhìn cái giá hệ này bên trái đánh số là mã 1234, ở đây là chỉ số thế hệ, ở đây gia đình này dòng tộc này có bốn thế hệ ha, người ta đang khảo sát bốn thế hệ và những người mắc bệnh sẽ được tô màu xanh như thế này. Vậy thì nếu mà nhìn cái tần suất biểu hiện bệnh ở tất cả các thế hệ này ha, đều có người biểu hiện bệnh và cái tần suất biểu hiện bệnh rất là cao. Ví dụ như thế hệ số 2 có tới 3 người biểu hiện bệnh, thế hệ số 3 có 4 người. Vậy thì người ta thấy rằng là những cái bệnh lý thuộc cái kiểu di truyền trội nhiễm sắc thể thường á, thì thường nó sẽ là những cái gen cấu trúc và nó có tính đa hướng và nó có thể là những cái đột biến mới xuất hiện, nó cũng thuộc cái nhóm này. Đặc điểm của cây gia hệ này đó là dạng dọc. Cây gia hệ có dạng dọc. Bệnh lý di truyền trội nhiễm sắc thể thường thì ở cả nam và nữ tỷ lệ như nhau. Và ở người đó thì cái kiểu gen dị hợp tử. Thường gặp cái kiểu gen là dị hợp tử nha các em, A lớn A nhỏ. Rồi cô nói một chút về cái cây gia hệ dạng dọc để một lát nữa chúng ta không có nhầm lẫn, tại vì tới cái phần mà nhiễm sắc thể gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính thì chúng ta sẽ có di truyền chéo và di truyền thẳng. Còn khi mà nói cây gia hệ dạng dọc hay là cây gia hệ dạng ngang là chúng ta đang nói về cái hình thái của cái cây gia hệ này. Chúng ta nhìn đánh giá một cách tổng quát cái tần suất biểu hiện bệnh và cái cách mà các cái bệnh những người này nè, cái cách mà thể hiện trên cái cây gia hệ này như thế nào. Dạng dọc có nghĩa là ở tất cả các thế hệ chúng ta đều thấy có người biểu hiện bệnh. Như vậy thì cái bệnh lý này, cái tình trạng này nó được biểu hiện xuyên suốt qua mỗi một cái thế hệ theo chiều dọc, chiều dọc thế hệ như thế này, người ta gọi đó là cây gia hệ dạng dọc. Rồi bệnh lý bất sản sụn ha là một cái ví dụ điển hình cho cái nhóm bệnh lý này, di truyền trội nhiễm sắc thể thường. Bất sản sụn có nghĩa là cái quá trình mà tạo xương từ sụn nó bị biến đổi nha các em. Và những cái em bé bị bệnh lý này thì có cái chiều cao ha, rất là hạn chế so với người bình thường. Số omim là 100800. Các em có thể tra cứu, các em vào trang omim.org á, các em tra cứu cái số omim này thì chúng ta sẽ có được những cái thông tin đầy đủ hơn về những cái bệnh lý mà chúng ta mong muốn tìm hiểu. Người ta thấy rằng là cái tần suất biểu hiện bệnh đối với bệnh bất sản sụn là 1 trên 25.000. Cái gen bị đột biến là gen FGFR3 thuộc nhiễm sắc thể số 4. Những cái em bé mà bị bệnh bất sản sụn á, thì thường là sẽ có cái kiểu hình là đầu to, cuộc sống thì bị ưỡn, trán vồ mũi tẹt, tay chân ngắn, tức là cái thân hình lùn, nhìn rất là nhỏ bé. Tuy nhiên thì những em bé này vẫn có cái trí tuệ bình thường, không có bị ảnh hưởng gì đến những cái, nó chỉ ảnh hưởng về cái kiểu hình thôi, cái thân hình thôi, hình thái bên ngoài, còn trí não thì hoàn toàn bình thường. Vậy thì câu hỏi đặt ra là những người bị bệnh bất sản sụn đó, thì người ta có thể sinh con bình thường được hay không? Giờ cô mời một em trả lời giùm cô ha. Những người mà bị bất sản sụn thì có thể sinh con bình thường được hay không? Cô mời bạn đầu tiên. Dạ thưa cô là có. Nếu như mà sinh con bình thường thì em có thể dự đoán là cái xác suất là bao nhiêu phần trăm không? Dạ thưa cô. Nếu mà em sinh con bình thường mà gặp có khả năng là 50% hoặc là 100%. 50. 50% hoặc là 100%. 100% luôn. Khi mà xét tới cái xác suất sinh con bình thường là bao nhiêu phần trăm thì chúng ta phải tính tới là người đó kết hôn với người bình thường hay là người bất sản sụn.
Nếu như mà kết hôn với một người bình thường thì cái xác suất sinh con bình thường nó sẽ tăng lên. Nếu như mà trường hợp mà kết hôn hai người cùng bị bất sản sụn kết hôn với nhau, các em thấy để ý thấy nè, cái dòng chữ màu đỏ ở đây là thường bệnh lý này nếu mà đồng hợp chỗ thì đã bị chết ở giai đoạn sơ sinh hoặc là bào thai rồi. Thì như vậy những người bình thường sống đến cái giai đoạn trưởng thành đó, thì thường người ta sẽ có cái kiểu gen là dị hợp tử. Dị hợp tử chúng ta quy ước ví dụ như là gen A đi thì sẽ có kiểu gen là A lớn A nhỏ đúng không? Vậy thì hai người A lớn A nhỏ kết hôn với nhau để được sinh con bình thường có nghĩa là kiểu gen phải là A nhỏ A nhỏ. Thì xác suất sẽ là 1 trên phần 4 tức là 25% nhé. Rồi, trên thế giới thì chúng ta thấy là sẽ có những cái cộng đồng người bất sản sụn người ta sống quây quần với nhau như thế này. Rất là nhiều người và thậm chí là người ta cũng không muốn kết hôn với người bình thường tại vì có cái sự mặc cảm này kia đó. Và thậm chí là hai người bất sản sụn ha kết hôn với nhau khi mà sinh con á, thì người ta đi tầm soát từ lúc thai nhi á, tức là người ta muốn rằng con của họ cũng là một em bé giống họ thôi chứ mà sinh ra một người cao lớn bình thường á, thì họ lại thấy là khó khăn trong cái việc nuôi dạy và giao tiếp tức là người ta không không thích nha người ta thích những người giống nhau sống thành cộng đồng như thế này. Giờ chúng ta sang cái nhóm thứ hai đó là di truyền lặn nhiễm sắc thể thường. Đây các em nhìn cái cây gia hệ này nó có sự đảo ngược so với cái cây gia hệ hồi nãy ha so với cái kiểu là di truyền trội hồi nãy thì ở đây cũng là bốn thế hệ nhưng mà chỉ có thế hệ thứ ba thì mới có người biểu hiện bệnh thôi. Vậy thì cái cây gia hệ ở đây người ta nói là gì, cây gia hệ dạng ngang, cây gia hệ dạng ngang các em để ý nhé. Hồi nãy xuyên suốt cả bốn thế hệ đều có người biểu hiện bệnh thì người ta nói rằng đó là cây gia hệ dạng dọc. Còn bây giờ cây gia hệ dạng ngang có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái tình trạng này nó không biểu hiện liên tục qua các thế hệ, mà nó chỉ biểu hiện ở một hoặc một vài thế hệ thôi. Cái tần suất của nó cũng rất là thấp so với cái di truyền trội hồi nãy. Và những cái gen mà di truyền lặn nhiễm sắc thể thường hồi nãy cô cũng đã nói, thường nó là những cái gen enzyme. Và do là di truyền lặn cho nên nó chỉ biểu hiện ở cái kiểu gen đồng hợp tử. Đồng hợp tử lặn A nhỏ. Do là gen nằm trên nhiễm sắc thể thường nên là tỷ lệ kiểu hình ở nam và nữ là như nhau. Ở trong cái kiểu di truyền lặn nhiễm sắc thể thường này thì có một điều các em cần nhớ đó là hôn nhân đồng huyết có thể làm tăng cái tần suất biểu hiện bệnh lên. Nha, nhớ tránh những cái điều này để mình có thể nhớ cái điều này để mà tư vấn tham vấn cho những cái cặp vợ chồng chuẩn bị kết hôn á. Rồi, điển hình của cái nhóm bệnh này đó là bệnh hồng cầu hình liềm. Các em cũng đã quá là quen thuộc rồi ha. Cái cô đơn số 6 nó bị thay thế A thành T cho nên là thay vì là axit glutamic thì lúc này chuyển thành valine. Vậy thì cái gen HBB có nghĩa là cái tên của nó thôi nha. HBB là cái tên của cái gen gây bệnh hồng cầu hình liềm chứ không phải HBB thay huyết hoa có nghĩa là gen trội không phải. Cái này là gen lặn trên nhiễm sắc thể thường nhé. Khi mà những người bệnh nhân mà bị bệnh hồng cầu hình liềm thì hồng cầu bị biến dạng ha và di chuyển rất là khó khăn nhất là trong những cái mao mạch á. Lúc đó tế bào máu hồng cầu á, nó sẽ chỉ đi thành hàng đơn thôi thì những cái tế bào hồng cầu hình liềm này nó sẽ dễ bị dồn cục lại và gây vỡ hàng loạt. Rất là đau đớn cho bệnh nhân ha. Nó sẽ có những cái vết bầm tím đông máu ở đây nè. Đây các em nhìn thấy cái hình này ở những cái mao mạch hay những cái mạch máu nhỏ và nhất là những cái đoạn mà ngã ba như thế này nè từ cái mạch lớn đổ sang hai cái nhánh nhỏ hơn á thì hồng cầu hình liềm nó rất là dễ bị tắc nghẽn ở đây và khi mà tắc nghẽn như vậy thì nó sẽ gây ra cái những cái cục máu đông ở đây nè và nó có thể gây vỡ vỡ hồng cầu và gây ra cái hiện tượng tán huyết ở đây. Thì do là hồng cầu nó vận chuyển oxy rất là kém so với cái dạng hình đĩa lõm hai mặt cho nên là người bệnh sẽ bị thiếu máu cảm thấy mệt mỏi khó thở và cảm thấy là dễ bị lạnh nha lạnh tay lạnh chân và khi mà những cái cục máu nó dồn ứ ở đây thì dễ bị đau nhức
Cũng có thể là khi mà nó tạo ra những cái cục máu đông ở đây hoặc là nó bị vỡ hàng loạt hồng cầu thì nó sẽ xuất hiện cái hiện tượng là đau đột ngột, đau nhức khắp cơ thể và có thể đau ở xương, ở phổi, bụng nữa, là nhiều nơi. Cũng rất là nguy hiểm ha. Rồi, nhóm bệnh thứ ba là di truyền trội trên nhiễm sắc thể giới tính. Lúc này thì gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính thì chúng ta phải để ý đến cái tỷ lệ kiểu hình ở cả nam và nữ. Đây là cái da hệ điển hình cho cái kiểu di truyền trội nhiễm sắc thể giới tính X. Ở đây cũng các em thấy nè, cũng có bốn thế hệ nha, 1, 2, 3, 4. Rồi, tần suất biểu hiện bệnh cũng rất là cao. Tất cả các thế hệ này đều có người biểu hiện bệnh. Tuy nhiên, ở đây chỉ có hai người nam biểu hiện bệnh thôi, trong khi là có 5 người nữ bị bệnh. Như vậy là tỷ lệ nam nữ khác nhau. Cây da hệ có dạng dọc. Cây da hệ có dạng dọc nhưng mà gen nằm trên X cho nên là vẫn là di truyền chéo nha các em. Khi mà nói di truyền chéo hay di truyền thẳng là chúng ta đang xét cái đường truyền gen từ thế hệ này sang thế hệ sau á, là truyền thẳng, tức là từ bố cho con trai ha, thì gọi là thẳng. Còn nếu mà từ bố mà cho con gái thì là truyền chéo. Còn cây da hệ dạng dọc hay dạng ngang, cô nhắc lại nha, đó là chúng ta đang xét cái hình thái cái cây da hệ này. Chúng ta thấy cái tần suất biểu hiện bệnh nó xuyên suốt theo các thế hệ, tức là theo chiều dọc, hay là nó chỉ một hoặc là hai thế hệ thôi, theo chiều ngang. Rồi, vậy thì do là gen trên X ha, mà trội thì bệnh lý sẽ được biểu hiện ở các kiểu gen là XA lớn, XA lớn, XA lớn, XA nhỏ, tức là dị hợp tử và đồng hợp trội ha. Rồi XA lớn Y. Nếu như người bố bị bệnh, nếu người bố bị bệnh mà không nói thêm gì đằng sau đó, có nghĩa là người mẹ bình thường đó các em, người bố bị bệnh, người mẹ bình thường thì con trai sẽ không bị bệnh và con gái là 100% bị bệnh, tức là truyền chéo ha, bố sẽ truyền cái gen bệnh ra cho con gái. Còn nếu như người mẹ mà bị bệnh, nếu như người mẹ bị bệnh, người bố không nói gì đằng sau, có nghĩa là người bố bình thường, mà ở người đó khi mà bị bệnh như vậy thì sẽ là kiểu gen dị hợp tử ha. Kiểu gen dị hợp tử thì sẽ có con gái thì 50% bệnh nha, con trai có bị bệnh không, con trai sẽ không nhận cái gen bệnh đó từ mẹ, cho nên là con trai sẽ nhận cái alen bệnh đó từ mẹ luôn ha. Còn người bố thì không, người bố truyền cho con trai cái nhiễm sắc thể Y, do vậy mà con trai sẽ là 100% bệnh, con gái thì chỉ có một đứa bị bệnh thôi. Giờ chúng ta xét cái bệnh còi xương thiếu máu, thiếu phosphat máu, có nghĩa là cái nồng độ phosphat trong máu nó rất là thấp, dẫn đến cái bệnh lý còi xương. Ở đây các em thấy hình thái những cái người này ha, có chân dạng vòng kiềng, xương rất là yếu đúng ha, chân tay nè bị biến dạng xương, đây xương của họ bị biến dạng ha, do là cái nồng độ phosphat trong máu nó bị thấp, bị giảm thấp, và không có tái hấp thu được ha. Thận nó có chức năng là tái hấp thu các khoáng chất này ở thận này, nhưng mà do cái đột biến gen này PHEX trên nhiễm sắc thể X cho nên là cái chức năng của thận nó sẽ giảm tái hấp thu. Rồi các cái tế bào tạo xương đó các em, tế bào tạo xương mà ở đây cụ thể là các cái tạo cốt bào nó cũng bị rối loạn hoạt động luôn, cho nên là cái xương của họ bị biến dạng. Cô nói kỹ hơn một chút ha, cái tạo cốt bào này nè, thì không sau năm sau đó, em sẽ học mô ha, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái cấu trúc của xương á. Thì trong xương, trong cái mô xương nó có ba cái loại tế bào là tạo cốt bào, hủy cốt bào và hút bào. Thì những cái tạo cốt bào này nè, nó sẽ có cái chức năng là nó sẽ bồi đắp tạo ra những cái chất nền xương giúp cho cái xương nó chắc khỏe, cứng hơn. Khi mà nó bị rối loạn hoạt động như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cấu trúc của xương. Vậy mà bệnh nhân sẽ có cái xương này rất là yếu và dễ bị biến dạng.
khi mà chịu lực á. Rồi, nhóm thứ tư đó là di truyền lặn mà gen thuộc nhiễm sắc thể X. Cái gia hệ cũng ở đây cũng có bốn thế hệ nha. Thì các em thấy những người này, những người nữ mà có cái chấm tròn ở giữa này, có nghĩa là người lành mang gen bệnh. À, vậy thì ở đây các em để ý là chỉ có những người nam biểu hiện bệnh thôi, những người nữ là những người lành mang gen. À, họ không có bị biểu hiện bệnh. Rồi, vậy thì chúng ta xét cái cây gia hệ này. Cây gia hệ này nó sẽ là có dạng ngang ha. Nó không liên tục qua các thế hệ. Ở thế hệ số 2 này nè, không có người nào biểu hiện bệnh hết ha. À, vậy thì nó không phải là cái dạng dọc giống như di truyền trội kia. Tuy nhiên nó vẫn là kiểu di truyền gì các em? Vẫn là kiểu di truyền chéo ha. Di truyền chéo có nghĩa là người bố sẽ truyền cái gen bệnh đó cho con gái, rồi người con gái đó mới truyền cái gen bệnh cho cháu trai ở thế hệ sau. Rồi, vậy thì chúng ta xét cái kiểu gen khi mà di truyền lặn trên những cơ thể giới tính X như vậy á, thì chỉ khi nào có cái kiểu gen đồng hợp lặn ha, đồng hợp lặn XA nhỏ, hoặc là ở người nam là XA nhỏ Y thì mới biểu hiện bệnh. Và do là cái người nam chỉ cần một chiếc X bị đột biến ha, là đã biểu hiện bệnh, cho nên là tỷ lệ bệnh ở nam sẽ cao hơn ở nữ. À, cô nhắc lại ha, là cây gia hệ của nhóm bệnh này nè, nó sẽ có dạng ngang và quách cách quãng thế hệ, đồng thời là có sự di truyền chéo. Di truyền thẳng hay di truyền chéo là chúng ta đang xét cái gen nó nằm trên những sắc thể giới tính X hay là Y. Còn cây gia hệ dạng ngang là chúng ta đang nói về di truyền lặn, còn cây gia hệ dạng dọc là di truyền trội. Nha, các em luôn luôn phải phân biệt được bốn cái khái niệm này. Rồi chúng ta xem nếu như mà cả bố và cả mẹ đều bị bệnh thì hiển nhiên tất cả các con sẽ đều bị bệnh hết. Ha. Còn nếu trường hợp người bố bị bệnh, có nghĩa là người mẹ bình thường á, chỉ có bố bị bệnh thôi, thì lúc này con trai sẽ không có bị bệnh ha, mà con gái thì chỉ là những người lành mang gen thôi, chứ cũng không có hậu quả gì hết ha. Người lành mang gen bệnh thôi, thì nếu như sinh con trai thì mới truyền cái gen bệnh đó cho con trai, nếu sinh con gái thì những người con gái kia vẫn bình thường. Còn trường hợp mẹ bị bệnh thì hiển nhiên là tất cả con trai sẽ đều bị bệnh hết. À, con gái thì cũng chỉ là những người lành mang gen bệnh thôi. Vậy thì ở đây chúng ta có thể tham vấn cho những người ha, những người mà trong gia đình có những người mà bị bệnh lý di truyền lặn nhiễm sắc thể X đi. Vậy thì họ rất là quan tâm xem là cái xác suất họ sinh con bình thường là bao nhiêu, sinh con bị bệnh là bao nhiêu. Vậy thì nếu như trường hợp mà cái người phụ nữ đó ha, là người lành mang gen bệnh chẳng hạn, người lành mang gen bệnh thì chúng ta nên khuyên họ là sinh con gái sẽ tốt hơn đúng không? Nó sinh con trai thì sẽ truyền cái gen bệnh đó cho con trai. Thì nếu mà sinh con gái thì người con gái nó không bị bệnh gì hết. Nha. Rồi, ví dụ cho cái nhóm bệnh lý này đó là bệnh ưa chảy máu, hemophilia. Nó giống như là bệnh máu khó đông mà các em học á. Đột biến cái gen F8 ha. Và nó, cái gen này nè, nó sẽ quy định cái yếu tố đông máu số 8 trên nhiễm sắc thể X. Tức là khi mà một cái gen, một cái yếu tố đông máu nó bị thay đổi á, thì nó làm cho máu nó sẽ khó đông ha, rất là khó đông. Và nó sẽ gây nguy hiểm khi mà bệnh nhân không may mà bị có những cái vết thương hở thì máu nó không đông được ha. Và nó cứ sẽ gây ra cái sự mất máu cho bệnh nhân. Nếu như vết thương hở bên ngoài ha, thì chúng ta sẽ thấy là máu nó có chảy ra ngoài liên tục. Còn nếu như gọi là nội thương ở bên trong thì nó sẽ tạo ra những cái vùng bị xuất huyết như thế này. Mạch máu nó bị vỡ ra ha, nó không đông được và nó sẽ gây ra những cái vùng gọi là máu bầm ở đây nè. Rất là đau đớn cho bệnh nhân. Về cái cơ chế thì cái gen nằm trên X ha, và cái gen có tên là F8 ở đây. Khi mà cái gen này nó bị đột biến thì nó sẽ làm giảm cái hoạt động của cái protein này. Hoặc là giảm hoạt động, giảm chức năng, hoặc là giảm cái sự sản xuất của protein. Cái protein này là một cái yếu tố trong cái quá trình đông máu.
Rồi nhóm bệnh thứ năm đó là di truyền liên kết nhiễm sắc thể Y, có nghĩa là gen nằm trên Y. Thì kiểu di truyền sẽ là di truyền thẳng. À, bố sẽ truyền cái gen bệnh đó cho con trai. Nha, di truyền thẳng. À, và hiển nhiên nếu như người cha đó sinh con trai. Nhớ các em tắt mic đi nha. À, do là gen nằm trên Y ha. Và nếu như người cha đó sinh con trai thì hiển nhiên người con trai sẽ bị bệnh. Còn những người con gái thì không có ảnh hưởng gì hết. Vậy thì cái kiểu di truyền ở đây là di truyền thẳng. Rồi, à, đối với cái kiểu gen nằm trên Y thì người ta thấy rằng là thường là những cái gen mà cái Y á, nhiễm sắc thể Y bản chất của nó có kích thước nhỏ hơn trước X rất là nhiều rồi, cái số lượng gen nó cũng ít hơn ha. Và người ta thấy rằng là những cái bệnh lý mà di truyền kiểu như thế này nó cũng không có cái hậu quả gì nặng nề lắm ha. Và cái bệnh lý này nó cũng có cái kiểu là gây ra hệ dạng dòng giống như đặc trưng cho cái di truyền trội á. À, và cái ví dụ cho cái nhóm bệnh này đó là cái tật có túng lông tai, các em cũng đã biết rồi, thì nó chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ thôi ha, chứ cũng không có ảnh hưởng gì về sức khỏe hết. Rồi vậy là chúng ta đã đi qua được năm cái nhóm di truyền đơn gen, những cái bệnh lý đơn gen mà di truyền theo quy luật Mendel, thì các em cũng đã được học trong chương trình phổ thông, cũng không có gì là khó khăn ha. Những cái dạng bài tập về tính xác suất hay là xét xem cái gen đó là di truyền trội lặn thì các em cũng đã được làm quen, được làm rất là nhiều. Đó thì hôm nay cô ngoài cái việc mà giới thiệu với các em ha, hệ thống lại năm cái nhóm bệnh lý này, thì cô sẽ giới thiệu với các em một số những cái cơ chế di truyền đặc biệt khác nữa. Nha. Em có cần ghi giải lao không các em? Các em nghỉ khoảng giải lao 10 phút ha, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục cho cái phần những cái cơ chế di truyền này nhé. Dạ cô cho em hỏi xíu. Dạ cô ơi.
Giờ chúng ta tiếp tục nha các em. Cô sẽ giới thiệu với các em một số những cái cơ chế di truyền khác có thể gọi là đặc biệt nha. Đầu tiên, đầu tiên chúng ta sẽ nói về những cái bệnh lý mà có dấu ấn di truyền á, có liên quan đến dấu ấn di truyền. Vậy thì chỉ có những loài ở những loài có vú ha thì mới có những cái bệnh lý liên quan đến dấu ấn di truyền này. Đối với người thì người ta đã phát hiện được khoảng hơn 90 gen ha có chịu ảnh hưởng của dấu ấn di truyền. Vậy thì dấu ấn di truyền là gì? Dấu ấn di truyền có nghĩa là ở trên cái kết nhiễm sắc thể khi mà hợp tử được hình thành á, thì một nửa, tức là một bộ N sẽ nhận từ mẹ, một bộ N sẽ nhận từ bố. Vậy thì trên cái hai cái chiếc nhiễm sắc thể đó, tuy nó làm cùng một cặp nhưng mà nó sẽ có những cái cấu trúc hóa học để mà đánh dấu ở trên đó nó khác nhau, thì người ta gọi đó là dấu ấn di truyền. Nó sẽ có những cái nhóm hóa học ha, những cái cấu trúc, những cái gọi là những cái phân tử hóa học á, nó gắn kết ở trên cái nhiễm sắc thể đó để biết là chiếc đó có nguồn gốc từ cha hay chiếc có nguồn gốc từ mẹ. Và bệnh lý liên quan đến dấu ấn di truyền là khi mà đây, các em nhìn cái sơ đồ này. Trên cái sơ đồ này ha, thì nếu mà một bình thường đó, bình thường thì một người hợp tử ha, sẽ được nhận một chiếc có nguồn gốc từ mẹ, một chiếc có nguồn gốc từ cha ha. Hai chiếc này tuy là nó tương đồng với nhau trong cùng một cặp nhưng mà về mặt hóa học, những cái đánh dấu về mặt hóa học đó, nó sẽ thể hiện cho cái nguồn gốc là nhận từ cha hay từ mẹ. Vậy thì những người mà bị bệnh liên quan đến cái dấu ấn di truyền này này, biểu hiện ra bệnh lý khi mà người đó hoặc là nhận hai cái nhiễm sắc thể cùng hai cái nhiễm sắc thể đó từ cha hoặc là hai nhiễm sắc thể đó từ mẹ, người ta gọi là thể hai nhiễm đồng thân. Có nghĩa là ví dụ như là cặp nhiễm sắc thể số 1 có đầy đủ hai chiếc nhưng mà cả hai chiếc đó nó cùng là nhận từ cha hoặc là cùng nhận từ mẹ thì nó cũng sẽ gây ra bệnh lý nha. Phải là bình thường là phải là nhận một chiếc từ cha thôi, một chiếc phải từ mẹ thì mới bình thường, nhưng mà lúc này người con tuy là có đủ hai chiếc trong một cặp đó nhưng mà chỉ có nhận từ cha thôi hoặc là chỉ nhận từ mẹ thôi thì cũng sẽ dẫn đến bệnh lý. Và người ta thấy rằng là thể trisomy hoặc là monosomy á, nó sẽ có cái cơ chế người ta gọi là giải cứu thể ba nhiễm hay là giải cứu thể đơn nhiễm á, trisomy recu này nè, là nó có cái xu hướng là nó sẽ giúp cho cái thể trisomy hay là monosomy trở về cái trạng thái bình thường. Trạng thái bình thường là trisomy có nghĩa là ba chiếc trong một cặp thì nó sẽ loại bỏ đi một chiếc để chỉ còn giữ lại hai chiếc thôi, thì hai chiếc đó trong một cặp thì vẫn là bình thường về mặt số lượng. Hay là monosomy là chỉ có một chiếc trong cái cặp đó thôi thì nó sẽ có xu hướng là nó sẽ nhân đôi cái chiếc đó lên để cho đủ hai chiếc. Như vậy thì cái quá trình đó nó sẽ dẫn đến là gì? Trisomy nó có thể loại bỏ, ví dụ như là hai chiếc từ bố, một chiếc từ mẹ đi, nó vô tình nó loại bỏ một chiếc từ mẹ thì như vậy chỉ còn lại hai chiếc từ bố. Hoặc là monosomy khi mà nhân đôi lên như vậy, nó dùng cái chiếc kia nó nhân đôi lên thì hiển nhiên là hai cái chiếc nó giống hệt nhau. Vậy thì nó cũng sẽ dẫn đến cái bệnh lý dấu ấn di truyền. Hoặc người ta cũng có thể thấy là những cái mất đoạn rất là nhỏ thôi, người ta gọi là vi mất đoạn, micro deletion, thì nó sẽ gây ra ha, ảnh hưởng đến những cái gen, có thể ảnh hưởng đến những cái gen mà quy định cái dấu ấn di truyền này, thì nó cũng sẽ gây ra bệnh lý. Những cái gen chịu ảnh hưởng của dấu ấn di truyền ha, khi mà đột biến nó cũng sẽ gây ra cái dấu ấn di truyền luôn. Như vậy thì đây là những cái cơ chế ha, những cái cơ chế mà dẫn đến những bệnh lý liên quan đến dấu ấn di truyền. Thì các em chỉ cần nhớ một điều rằng là một cái
cá thể bình thường phải nhận được một nửa vật liệu di truyền từ cha và một nửa vật liệu di truyền từ mẹ, tức là nhận một cái bộ N từ cha, một bộ N từ mẹ trong quá trình mà thụ tinh tạo hợp tử. Bất kỳ một cái sự thay đổi nào mà liên quan đến những cái nó gây ra cái thay đổi về mặt dấu ấn di truyền, tức là hai cái chiếc đó từ cha hoặc là hai chiếc đó từ mẹ hết, thì nó cũng sẽ gây xáo trộn cái dấu ấn di truyền này và biểu hiện thành bệnh lý hết. Tuy nhiên thì không phải là tất cả các cái cặp đó đều có liên quan đến dấu ấn di truyền. Hiện tại thì người ta mới phát hiện một cái số lượng ít thôi, khoảng 90 gen có liên quan đến cái kiểu di truyền này. Rồi, cái ví dụ cho cái dấu ấn di truyền này các em cần nhớ đó là hội chứng Prader-Willi và Angelman. Thì hai cái hội chứng này nó cùng liên quan đến cái nhiễm sắc thể ở đây 15Q11, có nghĩa là nhiễm sắc thể số 15 liên quan đến vùng cánh dài. Cánh dài của nhiễm sắc thể 15 nó đã bị mất đi một cái đoạn. Nó bị mất đi một cái đoạn từ cái vùng 11 cho tới vùng 13 này nè. Ở cánh dài nhiễm sắc thể 15 có nghĩa là gì? Những cái gen trên đó nó lại bị mất đi. Nếu như bình thường ra đó thì tất cả những người mà có đều có mất đoạn kiểu này nha, đều có mất đoạn cái vùng này, thì phải là biểu hiện ra kiểu hình nó phải giống nhau nha. Nhưng mà người ta thấy rằng là có sự khác biệt khi mà cái hội chứng Prader-Willi và Angelman này, tuy là mất những cái gen giống nhau đó, nhưng mà cái hội chứng Prader-Willi là thiếu gen từ cha, có nghĩa là nhận cái đột biến này từ mẹ, hai cái nhiễm sắc thể này gốc từ mẹ hết, thì gây ra cái hội chứng này. Thì biểu hiện ra kiểu hình nhá, là những người này mất kiểm soát trong việc ăn uống, người ta luôn luôn muốn ăn ha, không có cảm giác no, lúc nào cũng thèm ăn hết. Trong khi cái người Angelman này thì là thiếu gen từ mẹ, có nghĩa là gì? Là nhận hai cái đột biến này từ người cha. Thì ngoài những cái ảnh hưởng về mặt trí tuệ khác ha, về mặt thể chất ra, thì người này có cái biểu hiện khác. Cái người Prader-Willi á, là họ không thèm ăn, là không bị mất kiểm soát ăn uống, mà họ có vẻ mặt rất là hạnh phúc ha, lúc nào cũng vui vẻ. Nói chung là có cảm giác như là trái ngược hoàn toàn với cái nhóm Prader-Willi này nè. Một bên thì hay cau có ha, thèm ăn đó, còn một bên thì rất là hạnh phúc phấn khích đó. Các em xem cái sơ đồ. Rồi cô muốn giải thích kỹ hơn một chút ha, cô muốn giải thích lại một chút là những cái bệnh liên quan đến dấu ấn di truyền. Ở đây chúng ta thấy có cái vùng mất đoạn trên cái cánh dài của nhiễm sắc thể số 15, cụ thể là cái vùng 11 cho đến vùng 13. Thì các em hãy hình dung là có một cái đoạn nhiễm sắc thể bị mất đi rồi. Trên cái nhiễm sắc thể đó nó có những cái gen đã bị mất đi. Những cái gen bị mất đi đó nó sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ và thể chất của bệnh nhân. Tuy nhiên là sẽ có hai cái nhóm khác biệt mà người ta thấy về cái triệu chứng khác nữa. Là một cái nhóm Prader-Willi á, thì mất kiểm soát ăn uống và luôn luôn thèm ăn đó. Còn cái nhóm Angelman này thì hạnh phúc phấn khích nha. Là sao? Là vì sao? Là vì cái nhóm này nè, cái nhóm Prader-Willi này nhận những cái đột biến đó từ người mẹ thôi, chỉ nhận từ người mẹ thôi, tức là thiếu gen từ cha. Còn cái nhóm này thì ngược lại là chỉ nhận gen từ người cha mà thiếu gen từ người mẹ. Là nhận hạn, tức là gì? Suy ra có nghĩa là gì? Là cái nhóm ở trên này ha, Prader-Willi là người ta thiếu gen từ cha, có nghĩa là người ta nhận hai chiếc nhiễm sắc thể 15 từ mẹ. Còn cái nhóm bên dưới này là nhận hai chiếc 15 từ cha. Nhận hai chiếc 15 từ cha, và khi mà chiếc nhiễm sắc thể bị đột biến đó thì ngoài cái việc mà bị ảnh hưởng về trí tuệ, về thể chất ra, thì người ta còn có những cái biểu hiện như thế này. Cho em hỏi xíu là có phải là hai cái gen này cùng nhận từ cha và nó cùng bị đột biến mất đoạn luôn đúng không ạ? Cái bạn Prader-Willi đó không? Prader-Willi là thiếu gen từ cha chứ em, tức là nhận từ mẹ. Là cái người bị Prader-Willi là họ nhận hai cái đột biến này từ mẹ luôn, hai cái chiếc 15 từ mẹ.
À, có nghĩa là hai cái chiếc này nó là bị đột biến bất đoạn nhưng mà nó đều có nguồn gốc từ mẹ đúng không ạ? Đúng rồi. Có nghĩa là gì? Cái bệnh này á là cái chiếc 15 nó đã bị đột biến mất đoạn rồi ha. Cái chiếc 15 đã bị đột biến mất đoạn rồi, nó đã gây ra cái sự chậm phát triển trí tuệ và thể chất rồi á. Nhưng mà nó có sự khác biệt giữa hai cái nhóm bệnh nhân. Một cái nhóm là nếu như cái nhận cái đột biến này từ cha, nó sẽ có biểu hiện khác với cái nhóm là nhận đột biến này từ mẹ. Hai chiếc từ cha và hai chiếc từ mẹ. Bình thường á, bình thường, ví dụ như trường hợp bình thường đi, một em bé bình thường nhận một cái chiếc đột biến số 15 này từ cha và một chiếc đột biến số 15 từ mẹ, thì họ không có cái biểu hiện của hai cái nhóm này. Nhưng mà khi mà một em bé ha, nhận hai chiếc từ cha mà bị đột biến này nè, mà không nhận chiếc nào từ mẹ hết, hoặc là nhận hai chiếc từ mẹ mà không nhận được chiếc nào từ cha hết, thì nó sẽ biểu hiện ra hai cái hội chứng này. Dạ, Các em hình cảm dung ơn. được không? Có nghĩa là cái đột biến đó nó đã tồn tại rồi, nhưng mà nếu như mà nó chia đều người cha một chiếc, người mẹ một chiếc, thì cái triệu chứng nó sẽ khác. Rồi trường hợp là ở đây Prader-Willi là nó chỉ nhận từ người mẹ thôi, hai cái chiếc đột biến đó đều nhận từ mẹ hết, người cha không có đóng góp cái gen, cái nhiễm sắc thể số 15 ở đây. Còn cái hội chứng Angelman này thì là thiếu gen từ mẹ, có nghĩa là không có nhận được chiếc 15 từ mẹ mà nhận hai cái chiếc 15 đột biến này từ cha hết. Cô vậy là nó bị lặp lại hả cô? Không bị lặp đoạn, mà ở đây là vừa bị mất cái gen, vừa bị mất một cái đoạn, một cái vi đoạn trên cái cánh dài của số 15, chia nhiễm sắc thể số 15, là vừa bị, tức là giống như là kép em, vừa bị đột biến mất đoạn mà lại còn vừa bị cái dấu ấn di truyền nữa. Em Cái mất đoạn đó thì nó gây ra trí tuệ và thể chất, thì ai mà bị cái đột biến mất đoạn nó thì cũng đều giống nhau hết, cả Prader-Willi và Angelman, thì cái điểm biểu hiện đó nó đều giống nhau hết. Tuy nhiên nó sẽ có những cái biểu hiện ra bên ngoài mà liên quan đến dấu ấn di truyền, nó khác nhau ở hai cái nhóm này. Người ta thấy là nó người ta thấy là chia làm hai cái nhóm triệu chứng đó, thì người ta mới phát hiện ra là ngoài cái nhiễm sắc thể đó, bình thường là nếu như nó không có gắn những cái gốc hóa học hay là đánh dấu gì trên đó, thì nó sẽ là như nhau, nhận từ cha hay từ mẹ, cái nguồn gốc từ cha hay từ mẹ nó cũng sẽ như nhau thôi, chỉ quan trọng là trên đó chứa những cái gen nào, những cái gen bị mất đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái kiểu hình như thế nào thôi. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng á là cái đột biến đó mà nếu nhận từ cha thì nó biểu hiện khác, mà nhận từ mẹ thì biểu hiện khác, thì người ta mới tìm ra được là trên cái đó nó có những cái dấu ấn, người ta gọi là dấu ấn di truyền. có phải có nghĩa là cái hai hội chứng này có nghĩa là nó là vừa mất đoạn vừa vi mất đoạn mà nó là vừa thể hai nhiễm đồng thân đúng không ạ? Đúng rồi. Bản thân là cái nhiễm sắc thể đó nó đã bị mất đoạn rồi, là khi mà bất kỳ một cái biến đổi nào trên nhiễm sắc thể là đã gây ra bệnh lý rồi, đúng không? Tuy nhiên thì cái thể hai nhiễm đồng thân này, người ta muốn nói là khi mà nhận chung cùng một nguồn gốc như vậy á, hai chiếc từ cha hoặc là hai chiếc từ mẹ á, thì nó thiếu đi mất cái phần dấu ấn di truyền của cái người, ví dụ như hai chiếc từ cha thì thiếu đi dấu ấn di truyền của người mẹ thì cũng sẽ gây ra bệnh lý, hoặc là nhận hai chiếc từ mẹ thì lại thiếu mất cái phần dấu ấn di truyền từ người cha, như vậy đủ về mặt số lượng gen thôi nhưng mà thiếu mất cái phần dấu ấn thì cũng gây ra những cái triệu chứng nữa. Tới đây các em hình dung được chưa? Dạ, cô cho em hỏi là cái hội chứng Prader-Willi với Angelman này là cô là cái mình bắt buộc là hai chiếc nhận từ cha hay từ mẹ là mình phải đều có đột biến hay là một chiếc đột biến một chiếc bình thường thôi không? Hai chiếc đó đều đột biến hết. À dạ rồi, dạ đúng không? Hai cái chiếc mà nhận được đó nó đều bị đột biến hết. Và người ta muốn biết là cái chiếc nó, người ta thấy rằng là hai cái chiếc mà đột biến đó nếu mà nhận từ người cha thì nó sẽ biểu hiện khác với hai chiếc đột biến nhận từ người mẹ. Dạ, nếu một chiếc đột biến, một chiếc bình thường thì sao ạ? Một chiếc đột biến, một chiếc bình thường hả? Thì lúc đó nó lại không phải là hội chứng Prader-Willi, tại vì cái này người ta nói tới là thể hai nhiễm đồng thân, có nghĩa là nhận hai cái nhiễm sắc thể đó cùng một nguồn gốc.
nếu như mà nhận hai cái nhận trong trường hợp khác đi ha, trong trường hợp khác là nhận một chiếc đột biến một chiếc bình thường thì nó sẽ là giống như cái dạng dị hợp tử thôi. Cái chiếc nhiễm sắc thể bình thường kia nó vẫn tồn tại cái vùng gen đó, thì cái gen nó vẫn hoạt động bình thường và nó có thể có sự bù trừ cho cái vùng đã bị mất đi. Còn ở đây là cái hai hội chứng này á, là nhận hai cái chiếc đột biến này có nghĩa là gì? Hai cái như cái người mắc hội chứng này á, là hoàn toàn không có cái vùng gen đó, cái vùng gen từ 1.1 tới 1.3 này là đã bị mất đi rồi. Họ hoàn toàn không có cái gen đó và hoàn toàn không sản xuất ra được những cái protein đó. Rồi sang cái nhóm thứ hai, cái dạng thứ hai là cái sự bất hoạt của nhiễm sắc thể X. Có thể các em cũng đã được nghe ở đâu đó ha, hoặc là nghe tới thể 3. Thể 3 chính là cái sự bất hoạt của sắc X đó, nó sẽ tạo ra cái thể 3 nha. À, và người một nữ nhà khoa học Maryland đã phát hiện ra cái thể 3 hay là cái sự bất hoạt của X này. À, cô ơi cho em hỏi. Cô chưa nghe rõ, em nói lớn thôi. Cô chưa nghe rõ câu hỏi của em. Nhờ cô tiếp tục nha. À, thì nữ nhà khoa học này đã phát hiện ra cái sự bất hoạt trên cái chiếc X. À, và cái điều này đã giải thích cho cái việc là tại sao người nữ có hai chiếc X, người nam chỉ có một chiếc X thôi. À, mà không có cái sự khác biệt lớn nào về cái việc biểu hiện gen trên X đó. Thì đó chính là do sự bất hoạt của một cái chiếc X kia. À, người nữ tồn tại hai chiếc nhiễm sắc thể X nhưng mà một chiếc bị bất hoạt cho nên chỉ còn một chiếc hoạt động thôi. Do đó mà người nam cho dù có một chiếc X thì cũng không có khác biệt nhiều ha, so với người nữ. Tuy nhiên tại sao chúng ta vẫn có cái sự xác định giới tính giữa hai giới nam và nữ là hoàn toàn khác nhau? Là vì trên cái chiếc X bất hoạt đó ha, nó vẫn có những cái vùng nó không bị bất hoạt. Nó tức là nó có sự bất hoạt nhưng mà không tuyệt đối. Sẽ có những cái vùng không bị bất hoạt. Những cái gen trên đó nó vẫn hoạt động. Cho nên là vẫn sẽ có sự khác biệt giữa người nam và người nữ. Tuy rằng người nữ chỉ có một chiếc X hoạt động mà thôi. Và cái chiếc X bị bất hoạt đó, người ta tìm thấy cái cơ chế bất hoạt là do mê tin hóa các cái cytosin. Rồi các em hình dung nha, là trên cái nhiễm sắc thể đó, nếu mà kéo dài ra thì nó sẽ là các cái DNA quấn quanh các khối cầu huyết tông ha. Vậy thì trên cái DNA đó chỗ nào có cytosin? Cytosin là C á, C á, nó sẽ gắn cái nhóm metin vào. Như vậy, các em phải hiểu cái cơ chế rằng là khi mà các cái nucleotide mà bị gắn cái nhóm metin vào thì lúc đó cái nucleosome đó nó sẽ cuộn chặt lại, ha, cuộn chặt lại và nó sẽ không có tháo xoắn ra được để mà phiên mã. Do đó mà khi mà nó cuộn chặt như vậy thì các cái gen trên đó nó sẽ không hoạt động phiên mã được. Nó sẽ giống như là khóa lại, không cho gen biểu hiện nữa, gọi là bất hoạt. À, thì trong cái sự bất hoạt chiếc X này, điều thứ nhất các em cần nhớ đó là sự bất hoạt chiếc X này nó không tuyệt đối, không tuyệt đối, có vẫn có những vùng hoạt động. Thứ hai, đặc điểm thứ hai là sự bất hoạt X này là thông qua sự gắn mê tin hóa các cytosine. Và còn một cái điều thứ ba nữa cô muốn lưu ý các em, đó là sự bất hoạt chiếc X nó có tính ngẫu nhiên và cố định trong suốt cái đời sống của một cá thể, và ở đây cụ thể là một người phụ nữ á, là từ khi mà hợp tử được tạo ra ha, trong cái giai đoạn đầu tiên của sự phát triển của phôi á, là trong cái giai đoạn khoảng chừng là 8 tế bào thì lúc đó cái sự bất hoạt X nó sẽ hoàn thành và nó sẽ cố định như vậy trong suốt cái thời gian về sau, xuyên suốt cái cuộc đời của người phụ nữ đó. Vậy thì trong cái giai đoạn mà phôi mới khoảng chừng 8 tế bào đó,
nó sẽ có sự bất hoạt ngẫu nhiên. Sự bất hoạt ngẫu nhiên có nghĩa là gì? Ví dụ trong 8 tế bào đó, trường hợp thứ nhất là nó bất hoạt hoàn toàn. Cả 8 cái tế bào đó nó bất hoạt hoàn toàn chiếc X có nguồn gốc từ mẹ. Thì như vậy, tất cả 8 cái dòng tế bào đằng sau đó sẽ có là 8 cái dòng tế bào nó sẽ phát triển lên đúng không nào? Là được bất hoạt chiếc X từ mẹ hết. Rồi, trường hợp thứ hai là 8 cái tế bào đó nó được bất hoạt chiếc X có nguồn gốc từ cha. Thì sau này khi mà tế bào nó cứ nhân lên như vậy thì tất cả những cái dòng tế bào về sau nó đều bất hoạt chiếc X có nguồn gốc từ cha. Chỉ có chiếc X nguồn gốc từ mẹ được hoạt động. Rồi trường hợp thứ ba là trong 8 cái tế bào đang phân cắt đó thì nó bất hoạt vì là ngẫu nhiên mà. Bây giờ tôi chỉ bất hoạt hai cái tế bào bất hoạt chiếc X có nguồn gốc từ mẹ. Còn lại là 6 tế bào kia nó bất hoạt chiếc X nguồn gốc từ cha. Được luôn, ha, người ta gọi đó là dạng thể khảm á. Thì hai cái chiếc X mà bất hoạt cái nhiễm sắc thể X từ mẹ á, thì những dòng tế bào mà do hai tế bào đó nó cứ nhân lên đằng sau đó, nó cũng sẽ cố định là bất hoạt hai cái chiếc X từ mẹ. Còn 6 cái tế bào kia bất hoạt chiếc X từ cha thì nó khi mà nó nhân tế bào lên thì nó cũng sẽ là cố định luôn cái việc bất hoạt chiếc X từ cha. Các em hình dung được không? Nó có tính ngẫu nhiên nhưng mà sẽ cố định. Nó ngẫu nhiên trong cái lần lựa chọn đầu tiên đó là nó bất hoạt chiếc X nào từ mẹ hay từ cha. Rồi sau đó nó cứ cố định như vậy mãi. Nha. Thì các em hình dung là trong cái cơ thể của mình nó có thể có tồn tại dạng thể khảm, có nghĩa là có những tế bào bất hoạt các chiếc X từ mẹ, có những tế bào bất hoạt chiếc X từ cha. Cái đó là điều bình thường ha. Rồi. Các em có còn thắc mắc gì về cái này nữa không? Để cô giải thích thêm. Cô nhắc lại ha. Sự bất hoạt chiếc X này, thứ nhất là nó có tính ngẫu nhiên. Thứ hai là khi nó bất hoạt rồi thì nó sẽ cố định trong suốt đời sống cá thể. Thứ ba là nó có tính tương đối thôi. À, bất hoạt tương đối. Vẫn sẽ có những cái gen hoạt động trên đó. Giờ có bạn nào muốn hỏi thì các em đặt câu hỏi liền nha. Dạ cô ơi, cô giảng lại giùm em cái chỗ mà gắn CH3 vào các cytosine của em. Thì cái kiến thức này là trong cái phần sinh học tế bào thì phải. Cái sự mà đóng mở gen á, đóng xoắn, tháo xoắn á, các em học cái phần này rồi đúng không? Hình như là lớp chưa học sinh học tế bào đúng không em? Rồi, để cô giải thích thêm cái chỗ này. Có nghĩa là cái gen á, các cái gen nó sẽ đóng xoắn hay là tháo xoắn thông qua cái việc mà gắn các cái nhóm hóa học lên đó. Nó sẽ gắn các cái gốc hóa học lên, các cái nucleotide. Khi mà nó muốn sao chép đúng không? Nó muốn sao chép thì nó bắt buộc nó phải tháo xoắn. Nó phải tháo xoắn ra thì nó mới tách mạch được. Còn khi mà nó đóng xoắn lại thì cái sự cuộn chặt như vậy nó sẽ không thể tách mạch để mà sao chép hay là phiên mã được. Thì lúc đó nhiễm sắc thể nó đi vào cái trạng thái nghỉ các em, nó không có sao chép, không có làm gì hết, là cái gen đó nó sẽ bị khóa ở trạng thái đóng đó. Còn khi mà nó muốn chuyển sang trạng thái mở thì nó phải tháo xoắn đúng không? Vậy thì làm sao để nó đóng xoắn và tháo xoắn được? Thì đó là vai trò của các cái nhóm hóa học, các cái nhóm metin, các cái nhóm acetin, nó sẽ gắn lên. Khi mà acetin gắn lên thì nó sẽ làm cho các cái nucleosome nó mở ra và nó sẽ tháo xoắn. Còn ngược lại khi mà metin nó gắn lên thì nó sẽ các cái DNA nó sẽ cuộn chặt quanh cái histone rồi các tạo thành các nucleosome đó. Các cái nucleosome nó sẽ càng cuộn chặt hơn nữa để tạo thành các cái sợi chromatin. Nó cuộn chặt lại. Thì ở trong cái cơ chế này các em chỉ cần nhớ hai điều. Metin gắn vào thì nó sẽ là đóng xoắn, có nghĩa là làm khóa các cái gen đó, ức chế phiên mã. Còn nếu mà acetin gắn vào thì nó sẽ mở các cái gen, giúp cho các gen hoạt động. Không biết là em đã hiểu phần này chưa? Dạ vậy, ví dụ như là cái lúc mà nó nhân đôi ADN thì bắt buộc nó phải đề metin hóa trở lại mấy cái cytosine này đúng không ạ? Đúng rồi, nó phải tháo xoắn ra, nó phải loại bỏ cái metin này đi.
nó có thể gắn thêm cái acetin vào để nó tháo xoắn ra. Đó là cái sự thật, tức là cái cấu trúc DNA của chúng ta ở trong tế bào nó là dạng cấu trúc động. Nó không phải là chỉ là bất biến là cái dạng như vậy, nó sẽ thay đổi cái cấu hình trong từng cái giai đoạn của tế bào. Ví dụ tế bào ở kỳ trung gian thì nó sẽ trải rộng ra đúng không? Thì lúc đó nếu mà muốn nhân đôi lên, nó phải là ở kỳ trung gian nó mới nhân đôi lên được. Thì các cái gen nó mới sao chép, mới tháo xoắn được. Còn khi mà nó đã cuộn xoắn lại, cái này nó cũng liên quan đến cái phần mà độc nhiễm sắc hay là dị nhiễm sắc ở trong nhân. Thì tới phần học phần sau tế bào các em cũng sẽ được học. Độc nhiễm sắc có nghĩa là cái vùng nó, cái sự đóng xoắn nó, cái gen nó hoạt động nhiều ha, tức là nó đang tháo xoắn nên nó hoạt động. Còn cái phần dị nhiễm sắc là nó cuộn chặt lại thì nó không có sao chép được, không có làm gì được hết. Thì trong cái phần này các em chỉ cần hiểu là những cái cytosine mà nó bị mê tiêu hóa như vậy, tức là nó gắn thêm những cái nhóm CH3 lên, thì cái phần DNA đó nó sẽ cuộn chặt lại với nhau, nó sẽ cuộn xoắn mạnh hơn, thì cái gen nó sẽ đi vào cái, giống như là bị khóa lại và ức chế cái sự phiên mã, làm bất hoạt những cái gen đó. Giờ một lát nữa cũng sẽ có một cái hội chứng gần gần giống này. Và chúng ta đi tiếp nha. Rồi sẽ có một cái nhóm di truyền chịu ảnh hưởng của giới tính. À, tức là gì? Nó không phải là, nó chỉ là chịu ảnh hưởng của giới tính thôi. Nha. Là cái gen đó nó vẫn nằm trên nhiễm sắc thể thường, chứ không phải là nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. Nhưng mà khi mà nó chỉ được biểu hiện ra ngoài ở trên một cái giới tính nhất định thôi. Có thể biểu hiện ở nam mà không biểu hiện ở nữ, hoặc biểu hiện ở nữ mà không biểu hiện ở nam. Mặc dù gen nó nằm trên nhiễm sắc thể thường. Ví dụ như là chúng ta thường thấy là những người nam giới bị hói đầu chứ ít thấy người nữ ha. À, rồi tật ngón trỏ ngắn như vậy, cũng như vậy. À, hoặc là gì? À, người nữ, cái tình trạng tiết sữa thì chỉ biểu hiện ở người nữ thôi mà đâu có biểu hiện ở người nam. Nhưng mà những cái gen này, những cái tình trạng này hoàn toàn là nằm trên nhiễm sắc thể thường hết. Thì người ta nói đây là cái kiểu di truyền mà chịu ảnh hưởng của giới tính, bị chi phối bởi giới tính. Rồi một cái nhóm nữa là di truyền giả nhiễm sắc thể thường. Chúng ta nhìn thấy cái chữ giả nhiễm sắc thể thường có nghĩa là gì? Nó giống nhiễm sắc thể thường nhưng mà nó không nằm trên nhiễm sắc thể thường mà nó nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. À, người ta thấy rằng là cái nhiễm sắc thể X và Y á, nó sẽ chia làm 3 vùng. À, một cái vùng mà chỉ có chứa những cái gen tồn tại trên X thôi. Nó không có cái bản sao trên Y. Tức là nó chỉ tồn tại độc lập duy nhất trên X. Cái vùng thứ hai là vùng gen chỉ tồn tại trên Y mà không có trên X. Nó ngược lại nha. Và cái vùng thứ ba là tồn tại hai phiên bản. Một chiếc, một cái allele trên X và một allele trên Y. À, thì nó cũng giống y chang cái cặp nhiễm sắc thể thường á, là nó có một allele nằm trên chiếc có nguồn gốc từ cha, một allele nằm trên chiếc có nguồn gốc từ mẹ. Thì cái này cũng tương tự như vậy, một chiếc, một allele trên x, một allele trên y tương đồng với nhau, bắt cặp bổ sung với nhau. À, thì người ta nói rằng là cái kiểu di truyền này này là gọi là di truyền giả nhiễm sắc thể thường hay là giống nhiễm sắc thể thường á. Rồi chúng ta nói tiếp về cái hội chứng gen liên tiếp. Hội chứng gen liên tiếp này thì thường nó sẽ gây hậu quả nặng hơn so với một cái bệnh đơn gen. Là bởi vì nó có sự mất đoạn, ha, sự mất đoạn của một cái một vùng nhiễm sắc thể mà nó ảnh hưởng đến nhiều cái gen lân cận nhau, ở gần nhau. Thì ở đây người ta gọi là hội chứng gen liên tiếp, là một cái hội chứng, một cái bệnh lý mà liên quan đến nhiều gen gần nhau. Rồi. Chúng ta sang một cái nhóm nữa, đó là liên quan đến cái đột biến động của những đơn vị lập. Cái đơn vị lập ở đây là đơn vị lập bộ 3 nucleotide. Ba cái cô đông đứng cạnh nhau. À, thông thường đó thì cái sự lặp lại này ở trong cái giới hạn bình thường là khoảng từ 5 đến 30 lần. Khi mà lặp quá cái số lượng này thì bắt đầu sẽ gây ra bệnh lý. Tại sao lại như vậy? Tại sao nó lại cho phép cái giới hạn bình thường là như thế này? Tại sao lặp nhiều hơn thì sẽ gây ra bệnh lý? Thì đầu tiên cô muốn giải thích với các em về cái thuật ngữ này trước.
đột biến là các em đã biết rồi ha, đó là những cái sai khác đúng không, sai khác so với cái trình tự gốc. À, ở đây có chữ động có nghĩa là gì? Động có nghĩa là không phải là tĩnh, động có nghĩa là nó sẽ thay đổi ở tùy mỗi người, ở tùy mỗi bệnh nhân. Có người lặp lại là 5 lần, có người lặp lại 7 lần, ha. Cái số lượng lặp lại đó nó thay đổi ở mỗi người, cho nên người ta gọi là đột biến động. Và cái sự lặp lại đó nó có thể là nó sẽ được tích lũy và gia tăng qua các thế hệ. Giờ thì cô sẽ giải thích kỹ hơn. Đây, tại sao khi mà lặp lại như vậy thì nó lại gây ra bệnh lý? Là bởi vì khi mà các cái bộ ba đó nó được lặp lại như vậy, số lượng nó tăng lên. Khi mà số lượng nó tăng lên như vậy đó, thì cũng như là ACG, 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 nó cứ lặp lại như vậy. Thì nó sẽ tạo ra một cái đoạn rất là dài ha, rất là dài. Và cái RNA được tạo ra nó sẽ có cái độ dài bất thường. Độ dài bất thường thì cái quá trình mà xử lý sau đó, cắt các cái intron, nối các exon với nhau, rồi nó sẽ xử lý cái tiền RNA đó để tạo thành một cái RNA trưởng thành á, nó sẽ gặp khó khăn trong những cái đoạn dài bất thường đó. Thứ hai nữa, ví dụ như ACG, ACG cứ lặp lại như vậy, và cái C hồi nãy cô đã nói là cái cytosine đó, mà nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị methyl hóa. Methyl hóa cái C đó thì như vậy nó sẽ dập tắt cái quá trình phiên mã. Là bởi vì sao? Tăng cái sự methyl hóa lên. Tăng sự methyl hóa như vậy thì nó sẽ là bất hoạt cái gen đó, ức chế quá trình phiên mã, làm cho cái gen đó nó không hoạt động được nữa. Rồi, khi mà cái bộ ba nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, hàng chục lần, hàng trăm lần như vậy ha, thì làm cho cái protein được tạo ra nó sẽ bị thay đổi về mặt cấu trúc, bị thay đổi về mặt chức năng ha. Rồi nó cứ tích tụ trong tế bào như vậy và nó có thể là gây chết tế bào. Đấy, thì những cái đơn vị lặp này nếu như mà nó lặp bình thường, người ta cho cái mức độ giới hạn là từ 5 tới 30 lần á, là trong cái mức độ cho phép, nó chưa biểu hiện bệnh. Ha. Nhưng mà quá cái số lần lặp đó nó sẽ gây ra bệnh lý. Đây, đầu tiên, ví dụ đầu tiên đó là cái hội chứng gì? Nhiễm sắc thể X dễ gãy. Nó lặp lại cái bộ ba là CZZ. Bộ ba này nó lặp lại tới trên 200 lần. À, ở cái vùng đuôi á, tức là vùng cánh dài của chiếc X này nè. Nó cứ lặp CZZ, CZZ, CZZ hoa như vậy luôn. Trên 200 lần luôn thì nó gây ra bệnh lý này. Và cytosine nó sẽ gắn với metin. Vậy thì quá nhiều C nó sẽ làm tăng cái sự metin hóa lên, có nghĩa là cái nhóm metin nó tập trung ở cái vùng này quá nhiều, thì lúc này tế bào nó hiểu rằng là phải ức chế bất hoạt cái vùng gen này. Do vậy mà cái gen này nè, FMR1 này nó không được hoạt động, nó bị ức chế. Vậy thì cái protein nó cũng không được tạo ra luôn. Đây, chúng ta quan sát cái bộ nhiễm sắc thể nhé. Cái bệnh nhân này, bệnh lý hội chứng nhiễm sắc thể X dễ gãy sẽ có ký hiệu này 46, Y là gì? Nam ha, bình thường này. Trước X dễ gãy người ta ghi viết tắt cái chữ ba chữ đầu tiên của hội chứng nhiễm sắc thể X dễ gãy ở người nam ha. Cái vùng này là vùng Q27.3, có nghĩa là vùng cánh dài nhiễm sắc thể X gần với đầu mút này. Đây, các em nhìn thấy được cái hình này không? Trước X này nó có một cái vùng thắt eo nhỏ, rất là nhỏ, ở dưới cái vùng gần cuối này. Nó bị thắt eo lại. Thắt eo lại chẳng qua là do gì? Cái sự lặp lại CZZ ấy, nó quá nhiều thì nó rất là mỏng. Cái vùng này rất là mảnh, nó bị kéo dài ra. Thì cái bề ngang của chiếc X ở đây này nó rất là mỏng thôi. Cho nên người ta mới gọi nó là dễ gãy, mong manh, dễ gãy. Đây, các em nhìn thấy là cái vùng này nó bị thắt eo lại nè. Bởi vì là cái bộ ba CZZ đó nó quá dài. Và cái đoạn thừa đó khi mà nó cuộn xoắn lại thì nó sẽ bị thừa ở đây. Đây, các em nhìn thấy ở đây nè. Cái vùng bị thắt eo ở đây. Khi mà đóng lớn lên ha, lại xoắn ra thì chúng ta đã thấy CZZ ở đây. Mấy trăm lần ở đây nha. Nó tạo thành cái vùng thắt eo ở cánh dài nhẫn thể X. Trên cái hình này nè. Thì các em thấy ở đây ha, trường hợp bình thường người ta vẫn cho cái
cái tần suất lặp lại này, cái số lần lặp lại bình thường trong cái giới hạn là từ 6 đến 54 lần. À, nó vẫn được coi là bình thường. Rồi trên 200 lần thì mới tạo ra bệnh lý. Vậy thì từ 54 cho đến 200 thì gọi là gì? Lúc đó người ta gọi là gì? Tiền đột biến. À, tức là nó sẽ tích tụ lại. Và khi mà trên 200 lần thì nó mới gây ra bệnh lý. Thì cái giai đoạn mà dưới 200 nhưng mà trên 54. Trên 54 là cũng bất thường rồi ha. Lúc đó người ta sẽ gọi là tiền bệnh lý rồi. Rồi sang một cái ví dụ khác đó là bệnh Huntington. Các em cũng đã nghe nhiều bệnh này rồi ha. À, đó là một cái bệnh lý liên quan đến thần kinh, sự thoái hóa ở não mà phát triển cũng ở giai đoạn khá là muộn ha, thường là sau 40 tuổi thì mới phát bệnh. Ở đây các em nhìn thấy là não có sự thoái hóa này. Vậy thì ở bệnh Huntington nó khác với hội chứng nhiễm sắc thể X dễ gãy hồi nãy ha, là nó sẽ lặp lại cái bộ ba CAG. CAG ở đây các em thấy là gì, nó cũng có cytosine ở đây nè, thì nó cũng liên quan đến cái cơ chế là mê tín hóa cytosine. Nhưng mà với cái số lần lặp lại khoảng trên 40 lần đã gây ra bệnh lý rồi. Rồi, thì cô cũng nói lại ha, là cytosine nó tăng lên như vậy thì nó sẽ gắn cái CA3 vào đây, tức là mê tín hóa nó gắn vào đây. À, thì nó sẽ làm tăng cái số lượng nhóm CA3 ở cái vùng này. Và như vậy là cái gen đó nó cũng sẽ bị quá chặt luôn, à, nó bị ức chế. À, cô thấy có một bạn. À, cô ơi cô. Rồi mời em. À, cô cho em hỏi vậy là cái lý do mà vùng tâm động của nhiễm sắc thể nó xoắn chặt hơn vùng đầu mốc là do cái số lượng cytosine nó nhiều hơn hả cô? Vùng tâm động và vùng đầu mốc. Cái cấu trúc của tâm động nó khác đây. À, tức là nó không phải là đúng do số lượng cytosine nhiều. Đúng rồi, nó còn có nhiều cái protein khác nữa, có cái protein neo để cho các cái sợi tơ vô sắc nó bám vào đó nữa. Tức là về mặt cấu trúc á, thì nó cũng đã khác rồi. À, cũng có thể là nó sẽ có những cái nucleotide cytosine nó cũng có thể nhiều hơn để mà tăng cái mê tín hóa lên. Nhưng mà trong cái tâm động thì người ta nói rằng là nó có nhiều cái protein ở đấy để nó làm cái vai trò là cái nơi, cái vùng mà gắn kết các cái nhiễm sắc tử và cái sợi tơ vô sắc á. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Rồi chúng ta qua phần lượng giá nhé. Rồi câu hỏi số 1. Cơ chế nào gây ra hội chứng Prader-Willi? Bạn nào biết ra tay ha? Dạ cô B ạ. Cô B thì ca nhiễm đồng thân. Ca nhiễm đồng thân ạ. Rồi. Câu số 2. Cái đại thể này á, cái tình trạng này nó di truyền theo kiểu nào? Rồi con mời bạn Gia Huynh. Đây còn là câu C. C đúng, à, di chuyển trội như thể X. À, cái giá hệ có dạng dọc, tần suất biểu hiện ở hai giới là khác nhau ha. À, và cái người nam thì tần suất thấp hơn người nữ. Câu hỏi số 3. À, về hội chứng nhiễm sắc thể X dễ gãy. Câu hỏi chiều 1 có nghĩa là chúng ta tìm cái sai á, tìm cái đáp án sai á. Rồi, cô mời bạn Gia Huynh. Dạ, là câu D ạ. À? Câu D. Đúng rồi, cái sự bất hợp phản sinh lý của một chiếc nhiễm sắc thể X thì nó không liên quan đến cơ chế này nha. À.
Và cô nhắc lại ha, là cái hội chứng này nó hoàn toàn có thể chẩn đoán được bằng nhiễm sắc thể đồ. Chúng ta có thể thấy cái vùng thắt eo rất là rõ ở cái vùng gần đầu mốt của cánh dài trước X. Câu hỏi số 4. Hội chứng Huntington. À, cô mời bạn Trần Quốc Trung. Dạ thưa cô, là do là lạc bộ Banu-CAG. Đúng rồi. Rồi thì bài học tới đây là kết thúc rồi ha. Không biết là các em còn có những cái thắc mắc gì hay không? Rồi vậy thì sau buổi học này nếu như có thắc mắc thì các em cứ gửi email cho cô. À, cô muốn tổng kết lại như thế này là cái nội dung của cái buổi hôm trước và buổi hôm nay nha. Buổi hôm trước thì cô đã nói về những cái thuật ngữ, và buổi hôm nay thì giới thiệu với các em về những cái cơ chế di truyền ha, phân loại, chúng ta phân loại bệnh như thế nào, các mức độ những sắc thể, mức độ tế bào, và chúng ta tập trung quan tâm đến năm cái nhóm bệnh đơn gen, cái kiểu di truyền đơn gen ha, năm nhóm. Ngoài ra thì có những cái dạng di truyền đặc biệt hơn như là dấu ấn di truyền hay là cái sự lạc bộ ba ha, bất hoạt nhiễm thể X, thì đó là những cái nội dung bài học. Thì cô muốn nhấn mạnh như thế này, ở dưới phổ thông á, thì các em khi mà nói về các quy luật di truyền đúng không, thì mình sẽ nói, mình sẽ học theo kiểu là di truyền Mendel, quy luật 1, quy luật 2, quy luật 3 gì đó, rồi có di truyền liên kết gen, tương tác gen đúng không. Tuy nhiên thì trên cái học phần này chúng ta tập trung những cái bệnh lý liên quan đến người. Liên quan đến người thì hầu như người ta phát hiện ra là những cái bệnh di truyền người á, một nhóm á, sẽ là liên quan đến nhiễm sắc thể nha. Số lượng nhiễm sắc thể thì chúng ta thấy có hội chứng tự nơ, Klinefelter phổ biến ha, hay là trisomy thì có Down, rồi trisomy 18, 13, hay là hội chứng mèo kêu thì liên quan đến cấu trúc ha. Đó là những cái bệnh lý liên quan đến số lượng, đến cấu trúc của nhiễm sắc thể, tức là một cái vùng gen rất lớn hay là nguyên một chiếc nhiễm sắc thể. Rồi sẽ có một cái nhóm đó là bệnh lý về gen. Hầu như thì ở người đó, một là những cái gen đó nó sẽ là gây bệnh độc lập, thì chúng ta có trong cái bài học hôm nay đó là năm cái nhóm đó, chính là những cái bệnh lý đơn gen di truyền theo quy luật Mendel. Và ngoài ra thì sẽ còn những cái bệnh lý khác nó phức tạp hơn, nó liên quan đến cái sự tương tác gen mà sẽ các em sẽ học trong cái bài là bệnh lý đa yếu tố. Thì lúc đó các em sẽ biết được là cái gen đó nó tương tác với nhau như thế nào, nó tương tác với môi trường như thế nào, và cái sự biểu hiện ra bên ngoài nó chịu sự chi phối của những yếu tố nào khác nữa. Còn cái sự di truyền mà liên kết, di truyền liên kết đó, ở người thì thực ra là rất là ít, và cho đến nay thì cũng ít bệnh lý mà người ta đã công bố lắm, cho nên cô không có đưa vào trong bài hôm nay. Với lại cái nhóm mà ngoài ra thì có những cái trong học phần này các em sẽ học về những cái bệnh lý di truyền, bệnh lý ung thư á, mà liên quan đến di truyền nữa, thì đó là một cái khía cạnh khác. Tuy nhiên thì trong cái nội dung của các phần cơ chế di truyền ngày hôm nay thì cô chỉ yêu cầu các em thứ nhất là hiểu được các cái thuật ngữ, thứ hai là nắm được năm cái nhóm di truyền đơn gen ha. Theo quy luật Mendel, các em cần phải phân tích được cái cây gia hệ nè, rồi các em có thể dự đoán được những cái xác suất biểu hiện bệnh ở thế hệ sau á, hay là của mình có thể biết được dựa trên cái cây gia hệ đó, vậy thì cái người này, ví dụ như là cái thành viên đó thì có kiểu gen như thế nào, mình có thể tính toán ha. Thì đây là những cái bài tập cô nghĩ các em cũng đã rất là quen trong các chương trình phổ thông đó. Rồi, thì cái nội dung bài học hôm nay tới đây là kết thúc rồi ha. Buổi cái ca học sau đó thì thầy Thảo sẽ tiếp tục hướng dẫn các em. Do là hôm trước cái link học này nè đã được tạo trước đó rồi nha. Thì ở đại hôm nay cô dạy là ca 1. Thì bây giờ cái ca học này đã kết thúc rồi á, thì các em chịu khó ha, mình thoát ra rồi mình lại đăng nhập vào cái link học ca 2. Thì từ tuần sau trở đi thì hình như là chỉ có một link thôi.
Thì tuần này các em chịu khó ha, các em chịu khó là kết thúc cái buổi học này, các em thoát ra ngoài và đăng nhập vào K2 để học các thầy Thảo nha. Các em nắm được thông tin không nào? Dạ được rồi. Rồi, vậy cô chào các em nhé. Nếu mà có thắc mắc gì nữa thì các em cứ đặt câu hỏi, gửi email cho cô nhé. Rồi, cô chào các em. Rồi, các em đăng nhập vào link của thầy Thảo và tiếp tục học nha. Chào các em nha.